Đi kiểu gì ấy? Đi kiểu gì ấy? Hay con đi một tay nha mẹ. Không. Dạ đấy. Con đi một tay thôi. Không, mẹ không đồng ý. Ngã mẹ đánh đòn đấy. Đi lại một tay trái nữa. Dễ phát là ngã. Sao? Sao lại cứ đi tay trái không đi tay phải? Con quen thế. Đây bây giờ con ấy luôn. Thôi được rồi. Được rồi.